Tại sao người ta lại chọn tới một nơi mà không ai biết phía trước có gì đang chờ đợi? Có phải đó là một nơi chốn đủ đầy bình yên để đổi lấy một dấu chấm của cả một đời người? Con người có thể chưa rõ ràng về cái chết khi ở độ tuổi còn trẻ, nhưng cảm thông cho cái chết thì họ có thể làm ở bất cứ độ tuổi nào. Chủ đề của số radio hôm nay sẽ là những lăng kính mà có lẽ khi ở bên kia cuộc đời, con người sẽ nghĩ về nó. Đó là những lăng kính nhiều gam màu của cái chết, không chỉ là những màu sáng tối đơn thuần, mà đó là khi ở phía bên kia của thiên đường. Mối thế giới giữa thiên đường và hiện thực được nối với nhau bằng một cây cầu vắt ngang qua vực thẳm, thì sẽ không ít lần con người bị rơi vào tình cảnh chông chênh ở lưng chừng cái ranh giới mong manh ấy. Mỗi giây phút trôi qua đều có những người đang lặng lẽ từ giã trần gian bằng cách này hay cách khác. Có người chết vì tai nạn, có người chết vì cãi cọ, vì đâm chém thù hằn. Có những cái chết vì thất tình, vì bon chen khèn khựa. Cũng có những người chết vì sức cùng lực kiệt, ở trong hoàn cảnh mà nhìn đâu cũng chỉ thấy bão giông. Vậy đằng sau sự ra đi đó là gì? Tại sao người ta lại chọn tới một nơi mà không ai biết phía trước có gì đang chờ đợi? Có phải đó là một nơi chốn đủ đầy bình yên để đổi lấy một dấu chấm của cả một đời người? Có một câu chuyện về một doanh nhân thế này. Ông đang trên máy bay để về dự tiệc sinh nhật của con gái, nhưng gặp một trục trặc khi máy bay đang bay được một nửa quãng đường. Ông đã vô cùng lo lắng và không thể bình tĩnh cho tới khi máy bay được hạ cánh an toàn. Điều ông lo, đó là cả một gia đình cùng vợ và con gái đang êm đềm hạnh phúc về tới nhà. Ông kể câu chuyện cho vợ nghe về sự lo lắng đó. Thế nhưng, người vợ chỉ đáp lại rằng, mọi chuyện cũng đã qua rồi mà, anh lên gác chuẩn bị đón khách cùng mẹ con em đi. Ông bước từng bước chậm chạp lên gác, ở giữa một căn phòng tối trong nỗi cô độc hiu quạnh. Ông nhận ra mình đã bị bỏ quên và lạc lõng ngay trong chính ngôi nhà của mình. Đến khi người vợ chờ lâu không thấy ông xuống, chạy lên, thì đã thấy ông tự vẫn rồi. Phía bên kia thiên đường, có lẽ đó là sự quan tâm dành cho nhau trong cuộc sống đời thường. Đâu cần phải lớn lao để làm gì. Đó có thể là sự giản đơn như chén nước, đôi đũa trong bữa cơm chiều, như tách trà nóng trong đêm đông giá buốt. Như một câu nói vu vơ nhưng lại đủ ấm áp, đánh tan đi cái lạnh lòng người. Phía bên kia thiên đường đâu phải là những gì xa xôi. Nhiều người không muốn nhắc về cái chết vì hy vọng rằng không nhắc tới nghĩa là quên đi. Và tôi muốn chọn cách tiếp cận ngược lại của tác giả Đặng Hoàng Giang trong cuốn sách Điểm đến của cuộc đời đã chia sẻ. Khi và chỉ khi chứng kiến những con người đang cận kề của cái chết thì người ta mới thấy được một thế giới đầy những bi kịch và tổn thất khổng lồ của phẩm giá và lòng tự trọng, của sự đau đớn, của tình yêu mãnh liệt và của hy vọng khôn nguôi. Vậy thì nhìn từ phía bên kia thiên đường, con người nên ứng xử như thế nào trước những cái chết? Và cái chết có thể dạy ta điều gì? Ai cũng hiểu rằng lời nói của một người cận tử là lời nói thật lòng nhất. Cho nên khoảng thời gian đáng quý nhất là lúc con người sắp sửa xuôi tay, là lúc mọi thứ gì đó sắp không còn nữa. Cái chết vì thế mà chẳng còn lạ lẫm. Cuốn sách Điểm đến của cuộc đời đã thành công khi mở được con đường nơi ngõ cụt tâm hồn của những người cận tử và gia đình của họ. Đó là sự kiên cường của mẹ con chị Hà, sự lạc quan như Liên, một kỹ sư ở Đà Nẵng, sự khát khao cống hiến của Vân vượt lên tất cả những định kiến trói buộc của xã hội. Độc giả sẽ hiểu được những giới hạn của con người, hiểu được quyền uy của tạo hóa khủng khiếp đến nhường nào và hiểu sự mỏng manh của giây phút hiện tại. Cái chết phá hủy sự kiêu ngạo và khiến người ta phải khiêm nhường. Người thân thường không muốn đối mặt với cái chết nên những người cận tử bị ép ăn uống và điều trị thuốc men. Ở phía bên kia cuộc đời, giá như đó là khoảng thời gian lắng nghe, không phán xét, không đưa ra lời khuyên, không kỳ vọng hay an ủi, thì cuộc sống cận tử sẽ nhẹ nhàng hơn biết bao nhiêu. Con người có thể chưa rõ ràng về cái chết khi ở độ tuổi còn trẻ, nhưng cảm thông trước cái chết
thì họ có thể làm ở bất cứ độ tuổi nào. Cho nên, hãy trân trọng thời gian và thấu hiểu trước những số phận đã và đang phải đấu tranh với nỗi niềm của chính người còn sống. Nhắc về cái chết trong những trang sách, có một cái chết đầy huy hoàng và chói lọi. Đó là một cái chết trong nỗi đau tuyệt vời. Hình ảnh con chim nhỏ bùng lên tiếng hót tới tận trời xanh trong tiếng chim hót trong bụi mận gai đã trở thành một chi tiết vô cùng đắt giá, không chỉ trong văn học mà còn ở ngoài đời thực. Con chim cất tiếng hót trong nỗi đau khổ tận cùng, tiếng hót vì thế mà trở nên tuyệt vời. Sự đánh đổi giữa mồ hôi và nước mắt trong khó khăn, thử thách để lấy một cái giá huy hoàng là hoàn toàn xứng đáng. Bởi vì sự tuyệt vời không bao giờ đến theo những cách bình thường. Con chim hót trong khi trái tim của nó đang điềm dần, vì thế mà âm thanh thật tuyệt hảo. Cho nên con người có đi qua giá trị của khổ đau thì mới biết trân trọng khoảnh khắc của đời thường. Chi tiết con chim nhỏ và bản hùng ca sẽ mãi được nhắc tới như một biểu tượng của sự xứng đáng. Có những cái chết rất chân thực trong cuốn sách Rừng Na Uy của nhà văn Murakami. Nếu viết về đời người mà không miêu tả cái chết thì đã thiếu đi một nửa sự thật. Những cái chết được đề cập tới trong cuốn sách phản ánh sự đối nghịch của một xã hội đầy quy củ của Nhật Bản. Những người trẻ đã trưởng thành quá nhanh, có một số khác thì lại từ chối trưởng thành. Nhân vật Kizuki tự tử ở đầu tiểu thuyết đã để lại hoài nghi về bản thân cho những người ở lại. Từ đó là một sự dây dứt, tuy không được nói ra, nhưng hầu hết độc giả sẽ nhìn thấy những hậu quả của nó xuyên suốt mạch kể chuyện. Naoko đã không thể trưởng thành với sự méo mó của bản thân để rồi thu mình và sợ hãi người đời. Hatsumi đã trưởng thành nhưng dấu ấn từ quá khứ đẫm nước mắt thì đã khắc quá sâu. Sau cùng họ đều chọn cái chết. Cái chết trong rừng Na Uy nhắc nhở con người về nỗi đau trên con đường trở thành người chững chạc. Có thể người trẻ sẽ thấy mình ở đâu đó cũng đã từng bị nhào nặn méo mó với sự sống, nhưng sẽ vẫn luôn có một con đường. Đó là con đường mà Toru đã chọn. Có lẽ ở phía bên kia của thiên đường, khi đã đi qua cái chết, con người sẽ cất lên bài ca của niềm hy vọng. Cuốn sách Ngàn Hạt Giấy của Sadako ghi lại tàn dư của xã hội Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai, bao gồm cả cái chết của Sadako. Cái chết đó đã qua, nhưng yêu thương mà Sadako trao gửi đã ở lại và nuôi dưỡng tâm hồn người ở lại. Sadako đã gấp 1.000 con hạt giấy để hy vọng cho bản thân khỏi bệnh, để người nhà trả hết nợ nần và để một thế giới không còn chiến tranh, không còn những người nào mắc bệnh như em. Chắc chắn Sadako sau khi đã ra đi thì vẫn luôn ấp ủ niềm hy vọng tới những người thân yêu. Hãy lạc quan và hành động vì tương lai sáng ngời ở phía trước. Hóa ra, sự tàn lụi của chết chóc cũng không thể biến con người ngừng hy vọng về một tương lai mới. Cái chết, cũng hóa bình thường. Phía bên kia của thiên đường, cái chết đôi khi cũng là một sự bắt đầu. Khi ấy, những điều tưởng nhỏ bé nhưng bỗng trở nên phi thường, sâu lắng lòng người. Những điều tầm thường đó, chỉ khi ta đặt vào đúng chỗ, nó sẽ trở nên cao cả. Tiểu thuyết Chiếc Lá Cuối Cùng ca ngợi sự tuyệt vời của một chiếc lá được tạo ra trong cái chết của cụ Berman. Cụ chỉ mong ước vẽ được cái chết trong suốt cuộc đời họa sĩ của mình. Và trong cái đêm mưa bão định mệnh đó, thể trạng yếu ớt thường ngày đã dốc hết sức lực để vẽ chiếc lá thường xuân cuối cùng trên bờ tường. Cụ biết chiếc lá đó sẽ cứu sống được niềm hy vọng của Jonesy gửi gắm nơi cây thường xuân. Chiếc lá mãi cũng không rụng, và hy vọng của cô thì vẫn còn mãi cho tới khi khỏi bệnh. Sự kỳ diệu của chiếc lá không đến từ sự tồn tại của nó, mà nó xuất phát nơi lòng trắc ẩn của cái chết, của nghệ thuật chân chính và của lòng người. Cái chết của cụ Berman là vì tuổi già, còn sự sống của Jonesy là nơi tình thương giữa con người với con người được nói thành lời. Ở bên kia thiên đường, cái chết là cố hữu của sự sống, không phải là để tìm một nơi chốn bình yên hơn, mà là để thấy những trân quý đời thường, để đổi lấy bài ca xứng đáng, để người ở lại nhìn lại những con đường đã qua và vững vàng bước tiếp, và để bắt đầu cho một sự sống cao cả trong giây phút cuối cùng.